7 điểm đen tố cáo người phụ nữ có số khắc chồng, lao đao lận đận trong đường tình duyên. Kính thưa quý vị, theo nhân tướng học, người phụ nữ sở hữu những nốt ruồi này thường kém may mắn trong đường tình duyên, hôn nhân. Theo nhân tướng học, người phụ nữ sở hữu những nốt ruồi này thường kém may mắn trong đường tình duyên, hôn nhân. Nốt ruồi ở cung tử tức. Cung tử tức nằm ở nệ đường, tức là phía dưới mắt. Phụ nữ có nốt ruồi ở khu vực này cũng có tướng khắc phu. Đây chính là nốt ruồi khắc phu điển hình. Sự nghiệp của chồng họ sẽ không thuận lợi mà vô cùng trắc trở. Do đó người nào sở hữu nốt ruồi ở vị trí này thì nên xóa bỏ, có như vậy mới không ảnh hưởng tới công danh tiền đồ của bạn đời. Nốt ruồi ở vành tai. Khác với nốt ruồi ở trong tai, nốt ruồi ở vành tai khiến cho phụ nữ dễ gặp phải nhiều biến động trong chuyện tình cảm, dù tài vận khá thăng hoa. Nữ giới có nốt ruồi ở vành tai thường dễ dao động và quá cả tin. Người khác nói gì đều không phân định được đúng sai, phải trái, đặc biệt là quá tin tưởng người đàn ông mình yêu thương. Đa phần nữ giới có nốt ruồi ở vành tai đều vất vả về tình duyên. Trước khi kết hôn, họ sẽ phải trải qua vài ba mối tình. Sau khi yên bề gia thất, vợ chồng dễ khắc khẩu. Càng làm ăn khá giả, gia đình càng nhiều mâu thuẫn, bất hòa. Cách hóa giải cho họ chính là tạm gác công việc sang một bên, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Đừng để gánh nặng đồng tiền chi phối tâm lý và biến họ thành một con người khác. Nốt ruồi ở phần trán bên trái. Khi xem tướng phụ nữ ngoại tình, muốn khẳng định phần trăm tan vỡ hôn nhân của người con gái đó với chồng, đa phần người ta buộc phải xem phần trán. Vì trán chính là phần cao nhất trên gương mặt, là tượng trưng cho thân phận người bạn đời. Phụ nữ có nốt ruồi ở phần trán bên trái thì chồng cô ta sẽ khá tự ti, dễ bị lấn át, rơi vào cảnh sợ vợ kinh niên và không bao giờ là trụ cột trong gia đình. Chính vì thế, ngoài 30 tuổi trở ra, những cô gái có nốt ruồi ở phần trán bên trái sẽ dễ chủ động chán cơm thèm phở mà đi ngoại tình. Nốt ruồi trong lông mày. Đây là dạng nốt ruồi bán hung bán cát, giúp cho nữ giới giàu tiền nhiều của nhưng khó thăng hoa trong tình duyên. Hoặc trái lại, nếu đỏ tình, ắt sẽ gặp nhiều đen đủi trong công việc. Bạn bè cùng trang lứa, dễ nên duyên vợ chồng và hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ bao nhiêu thì người phụ nữ này càng khó khăn, mệt mỏi bấy nhiêu. Cách hóa giải với họ chính là kết hôn muộn và chịu khó tìm được người chồng như ý. Thậm chí có thể lập gia đình với người đã có một đời vợ. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng cần khéo léo bảo ban, cơm sôi nhỏ lửa, giữ hỏa khí trong gia đình. Khi ấy, cả tài vận và tình cảm đều sẽ thăng hoa viên mãn. Nốt ruồi ở môi. Phụ nữ có nốt ruồi ở môi thường có ham muốn tình dục rất lớn. Người chồng thường không đáp ứng được, do đó họ thường có các mối quan hệ bên ngoài. Những người phụ nữ có nét tướng này cũng mang tướng khắc chồng, bởi với vận đào hoa quá thịnh thì xung quanh họ không bao giờ thiếu đàn ông. Điều này khiến cho mối quan hệ vợ chồng bất hòa, gia đình cũng khó mà hòa thuận yên ấm. Điều này ảnh hưởng không tốt tới sự nghiệp của chồng. Nốt ruồi ở sơn căn. Nốt ruồi ở sơn căn đem lại tài vận nhưng đồng thời cũng đánh đổi tình duyên của người nữ. Đa phần các cô gái có nốt ruồi đen đủi này đều có sức khỏe kém, tinh thần không ổn định, dễ bị người khác giới lừa gạt. Họ không quá nhẹ dạ cả tin nhưng không tỉnh táo trong làm ăn và dễ bị lừa tình. Chính vì thế, nếu có tẩy nốt ruồi mà không chịu đổi tính, vận hạn vẫn sẽ đeo bám họ. Cách hóa giải phù hợp là luôn chọn lựa và tìm hiểu đối tác kỹ càng trước khi làm ăn. Nốt ruồi ở phía trên lông mày. Nếu có nốt ruồi xuất hiện ở cung phúc đức thì người phụ nữ sở hữu nốt ruồi này sinh ra đã có tướng khắc phu. Nếu nốt ruồi nằm ở bên phải thì người phụ nữ sẽ lận đận trong hôn nhân, phải kết hôn vài lần. Nếu nằm ở bên trái thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và tài vận của bạn đời. Bạn muốn sống hạnh phúc hơn,
thay đổi ngay từ bây giờ đi. Tuy nhiên, đừng bao giờ đầu hàng số phận. Đừng chỉ có ngồi đó và gặm nhấm nỗi đau của mình. Hãy thay đổi những gì cần thay đổi để làm tiền đề cho một tương lai tốt hơn. Theo cách nói của James Day, một người có sức mạnh là người biết chấp nhận thử thách và hoàn thiện thái độ. Dù cuộc đời có đưa đẩy bạn vào tình huống nào, nản chí là điều không bao giờ nên có. Thay vào đó, hãy coi sự cơ cực mà mình đang trải qua là một cơ hội học hỏi và học cách trân trọng nó. Không có biện minh nào là chính đáng. Hiện tại là cánh cổng cân bằng, nối liền quá khứ và tương lai. Cuộc đời là một chuỗi hành động mà chúng ta hoàn toàn có thể nắm quyền kiểm soát trọn vẹn. Vì thế, thay vì biện minh cho những quyết định sai lầm, hãy dành thời gian chuẩn bị trong tương lai để bù đắp những gì tổn thất trong quá khứ. Không có lời phàn nàn hiệu quả. Chúng ta phàn nàn vì hai lý do chính. Một là để kêu gọi lòng đồng cảm, thương xót từ người đối diện. Hai là để truyền đạt vấn đề mà mình đang mắc phải cho người khác hiểu. Cả hai lý do trên đều là nguyên nhân khiến cho việc phàn nàn trở thành liều thuốc độc trong bất kỳ mối quan hệ nào. Hơn thế nữa, phàn nàn là vật cản lớn ngáng chân chính chủ trên con đường đi tới thành công. Thay vì phàn nàn, hãy trở thành cá nhân có lòng tự tôn cao, nói ít làm nhiều, giải quyết công việc trong thầm lặng. Sau đó, hãy chia sẻ với người khác về thành quả bạn đạt được. Bằng cách đó, bạn đã chuyển hướng suy nghĩ tiêu cực sang tư duy tích cực về những thành quả mà mình đạt được. Lúc này, thứ tồn tại và có giá trị duy nhất với bạn là kết quả, không phải là những trở ngại vụn vặt không đáng nói. Không có oán hận vĩnh cửu. Hãy tha thứ cho người mượn bạn vài trăm nghìn mà mãi không chịu trả. Thậm chí, với cả những người chỉ cần bạn khi họ gặp khó khăn, hãy quên những kẻ đó đi. Đối thủ cạnh tranh dồn bạn tới bước đường cùng và khiến bạn làm ăn thua lỗ. Cũng hãy tha thứ cho người đó. Nghĩ về 4-0, chọn ra một điều khiến cho bạn bận lòng nhất và thử trả lời những câu hỏi sau. Làm thế nào để thay thế lối cư xử trên? Lý do gì khiến mình rơi vào lối tư duy hay là cư xử như vậy? Có thể tránh những tình huống như vậy không? Nếu được, mình có tự nguyện tránh xa chúng không? Lần lượt làm như vậy với 3 nguyên tắc không còn lại, sau cùng bạn sẽ không còn bận lòng về những thứ gây tác động tiêu cực tới bạn. Thay vào đó, bạn sẽ nắm trong tay chìa khóa mở ra một thế giới mới, lạc quan hơn, tươi sáng hơn và nhiều cơ hội hơn dành cho